cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc. Nếu ở bài này mà em cứ bỏ qua một số cái lỗi như vậy thì đến bài sau cũng như vậy, đến bao giờ tiếng Anh nó mới perfect được hả các bạn? Các bạn toàn bảo là thầy bây giờ giỏi rồi, thầy làm gì nữa. Ngay từ ngày xưa, Phương này chắc biết thầy từ ngày xưa. Ngày xưa thầy đã nói là Carlos bought a new car. It was a very expensive car. It was a huge blue fast car. Thì các bạn thấy là thầy nói tiếng Anh hay hơn bạn Linh rất nhiều đúng không? Bạn Linh cứ tưởng là thầy giỏi lắm đúng không? Hồi thầy mới học thầy không bằng em bây giờ, không bằng 1/10 em. Thầy phải nói như thế này này. Carlos, it was. Đấy, Linh hiểu không? Thầy nói như thế cả. Và đến từ bias thì em nghĩ rằng phải bot không? Rồi lại thừa xì chỗ này, thừa xì chỗ kia đúng không? Và xong chỉ sau khoảng 1 tháng thôi thầy học bài này và thầy đã đọc nó tốc độ này rồi nhá. Carlos bought a new car. It was a very expensive car. It was a huge blue fast car. Ok không các bạn? Và để làm được điều đó thì thầy làm gì? Ngày nào thầy cũng học. Và điều thầy hơn các bạn nữa này, đó chính là thầy không nghĩ cái gì. Còn các bạn đây đều nghĩ là học thế này thì bao giờ giỏi, học thế này thì xong được cái gì, học này thì bao giờ sang được bài mới. Thầy không. Thầy cứ mỗi ngày thầy nói thầy khá hơn hôm trước tí, có khi còn kém hơn hôm trước tí kìa. Thì lúc ý thầy nghĩ là à thôi, nhưng mà bây giờ mình học tiếng Anh hàng ngày mà có cái để học rồi là vui rồi, đúng không các bạn? Đấy, nào Linh thì cải thiện cái từ expensive cho thầy nhá. Mình phát âm expensive nghe nó không hay á. Expensive, phát âm cho thầy. Nào em vào nghe và trả lời chưa? Em bắt đầu nghe và trả lời chưa? Nào bây giờ em phải vào nghe và trả lời cho thầy, ok chưa? Thì em biết cách nghe và trả lời rồi đúng không? Nó có một cái file tên là MSA, là Mini Story A. Thì thầy AJ thầy sẽ đọc như thế này này. Carlos bought a new car. What did Carlos buy? Đấy, thầy sẽ hỏi luôn đúng không? Và sau khi thầy hỏi thầy dừng vài phút, vài giây để cho mình trả lời. Sau đó thầy trả lời luôn. He bought a new car. Được chưa? Thì như Tuệ Linh là hôm nay là vào phần đấy rồi. Còn bạn nào chưa vào phần đấy thì cứ nghe tham khảo đấy nhá. Thì Tuệ Linh vào phần đấy, đây là thầy hướng dẫn tất các bạn nhá. Thì vào cái phần này thì đầu tiên là em đừng trả lời cho thầy, ok không? Bây giờ thầy muốn em hôm nay về nghe mini story A. Cứ nghe thầy AJ hỏi và nghe thầy AJ trả lời. Thế là vui rồi. Và thầy biết em trả lời được mà em không trả lời. Thế nó mới lì đòn. Thầy ngày xưa cứ nghe suốt. Và đến lúc mà em nghe mà em cảm thấy nó vui tai rồi, em bắt đầu vào trả lời á. Nó dễ hơn là what did he buy. Xong em tạm dừng em ngồi nghĩ. Nó khổ lắm em ạ. Em cứ nghe cả câu hỏi cả câu trả lời. Đấy mới là cách học ngôn ngữ xịn nha các bạn nhá. Và không ai làm được điều đó các bạn ạ. Ai muốn vào tập trả lời, ai muốn tập để sửa phát âm. Sửa làm cái gì? Nghe nhiều làm hàng ngày là nó xịn. Ok không các bạn? Rồi thì bây giờ Tuệ Linh thầy sẽ hỏi thử vài câu cho vui nhá. Nào, what did Carlos buy? Did he buy an old car? No, he didn't. Rồi, thì tức là tiếng Anh rất tốt đúng không? Thì bây giờ tiếng Anh tốt như thế làm nó tốt hơn nữa đi. Thì cái câu mà em trả lời em vừa phủ định vừa khẳng định cho thầy đi. Và nói chung là kể cả em vẫn làm tốt như thế thì hôm sau em phải lại làm tiếp cho thầy. Đến lúc nào mà em nói em không phải suy nghĩ gì. Và kể cả nói ở nhà và nói với thầy nó đều phải như nhau nhá. Rất nhiều bạn bảo với thầy, đây là cái kinh nghiệm trước cho các bạn nhá. Rất nhiều bạn bảo với thầy là ô, ở nhà em luyện tập tốt lắm, lên gặp thầy tự nhiên thấy nó khó. Thì nó vẫn chỉ là luyện tập chưa đủ. Ok chưa? Chứ bây giờ lại luyện tập ở nhà tốt mà lên gặp thầy nó kém thì cũng chết. Ok ông Linh? Đấy thì bạn nào mà sang phần ấy thì cũng như vậy nhá. Cách chúng ta làm một việc là cách chúng ta làm mọi việc. Nếu ở bài này mà em cứ bỏ qua một số cái lỗi như vậy thì đến bài sau cũng như vậy, đến bao giờ tiếng Anh nó mới perfect được hả các bạn? Ngày xưa thầy không biết là vì sao tiếng Anh của mình perfect các bạn ạ. Ngày mọi người cứ bảo là wow, your English is so great and you're so handsome. Đấy, người ta khen thầy vậy thì bình thường là thầy phải bảo thank you đúng không? Còn thầy bảo I know. Biết mà. thì cái vấn đề là đấy. Việt ạ, thầy dành cả 2 tháng trời học bài Orchis, cả nghe nói, cả tập đọc, cả tập nghe, nói chung làm suốt mọi thứ và cứ sửa từng tí một đến lúc thầy phát âm giống hệt thầy AJ thôi. Thế ngày đấy thầy phát âm chuẩn cực kỳ giọng Mỹ luôn. Giống hệt thầy AJ này, sau bài Orchis này. Nhưng mà sau đó thì nhờ gặp các bạn dùng tiếng Anh bản ngữ Lào á, thì xong thầy cũng kiểu cũng nghe theo đấy, dần dần mất đi giọng Mỹ. Có bạn nào chuyển sang quá khứ rồi nữa chưa? Thầy yêu cầu á? Trần Anh? Em chưa yêu cầu đúng không? Thì tí mình sẽ đọc phần kia. Nhưng mà nói chung là không liên quan đến nhau các bạn nhá. Rồi em cũng phải vào phần này thì em nhìn thấy luôn là cái phong cách học nó như vậy. Thì kể cả các bạn bè lật luôn học bài thứ 4 luôn, thầy không quan trọng. Học bài nào không quan trọng, cái phong cách học mới là cái chúng ta cần học các bạn nhá.
Và cái phong cách học mới là cái phong cách giúp cho thầy mà các bạn đi đến thầy ngày hôm nay. Chứ nếu mà thầy mà lên dạy các bạn phát âm từ này từ kia nó không quan trọng đâu. Bạn chỉ cần học được cái phong cách là ok rồi. Nào có bạn nào đây thầy yêu cầu đọc quá khứ rồi. Phương, đọc tiếp. Now the beautiful blonde took the keys and then kissed Carlos on the cheek. Đấy, nói làm sao mà nó ướt hết mic hoặc là ướt hết gáy của Trang này là ok này, chuẩn. Ôi giời, chị Phương ơi. Mưa. Thì Việt biết vì sao mà thầy biết em nói sai không lúc nãy à? Tại thế Thành vẫn ngồi yên. Nếu mà em nói đúng là Thành. Bắn thế rồi. Bắn thế. Hiểu Việt. Đến phát sau nhá, nói là nào cho nó gội đầu luôn thì được nhá. Đúng rồi, kiss. Em vẫn phát âm từ kiss bình thường xong từ tờ sau. Ok chưa? Chính cái giáo trình ở trên mạng bọn em á, thầy sẽ phát âm cái nâng cao của cái ET. Tức là sau đấy thì với những từ như là từ look thì em có thể bỏ chữ cờ đi, em phát âm là looked, đúng không? Jump thì em có thể phát âm là jumped, đúng không? Những cái để sau bây giờ thầy muốn em phát âm đủ. Nhưng riêng từ kiss không bỏ cái gì cả. Kissed. Còn em lúc nãy phát âm là kit. Em tên nó khác không? Kissed. Kit. Ok chưa? À, xin lỗi nhá, lau mặt tí. Thầy hướng dẫn nó cứ hỏi. Thầy không định ấy, cứ hỏi. Ok chưa? Đây là các bạn nên nhớ nhá, chúng ta học là học cả từ cái lỗi sai và cái thành công của người khác nhá. Đừng có thấy thầy chữa cho ai thì là cho người đấy không phải. Ví dụ anh Linh anh đọc rất chuẩn đúng không? Nhưng anh ấy sẽ còn nói phải hay hơn nữa. Nói nó phải cảm xúc hơn nữa và cái đấy anh không cần cố nhá. Các bạn cứ nghe nhiều tiếng Anh chuẩn và nói nhiều tiếng Anh chuẩn vì các bạn phải nghe mini story mà, đấy mới phần quan trọng nhất. Thì nó khác tự hay nha anh Linh nhá. Nhưng riêng những người lớn thì thật ra không phải nhắc đâu. Thế nó mới phí ấy. Nên em nhìn các bạn trẻ em thấy phí lắm. Cái các bạn có nhiều nhất là cái quý giá nhất ở cuộc đời này là tuổi trẻ. À là thời gian và tuổi trẻ đấy. Thì các bạn lại dùng phung phí nhất. Chúng ta không có 1.000 năm để sống đâu nhá. Thầy nhìn quanh quanh đây thầy không thấy là ai có khả năng sống qua 90 tuổi đâu. Chết chắc. Thế nên là thôi, cố gắng tận dụng nhá. Rồi thì em thấy không? Thì nếu mà em mà nghe tiếp đúng không? Em trả lời thế là tốt rồi. Nhưng em nghe tiếp, em thậm chí cái câu vừa rồi did he see a dog? Sau này Việt sẽ trả lời này. No, he didn't see a dog, he saw a girl on a bicycle. Em muốn nói như thầy không? Em biết thầy nói là như thế từ lúc nào? Từ hồi học như em đấy. Và thầy cứ nghe tiếp thôi. Đến lúc nói được như thế thì thôi. Con hiểu chưa? Nhưng mà sau khi mà ngồi nghe nói với bài này lâu hơn á, thì thầy phát hiện ra là câu ý phải trả lời là yes em nhé. Tại vì sao? Hỏi anh ấy có nhìn thấy con chó không thì sau khi mất ô tô thì thầy nghĩ anh sẽ bảo là yes. Cái bạn kia lấy mất ô tô của anh ấy. Nhưng mà các bạn sẽ gặp thầy AJ và sẽ thấy thầy hay hỏi những câu như vậy. Là như ở Việt Nam là khá xúc phạm đúng không? Đang nhìn cô gái bảo có phải nhìn con chó không đúng không? Nhưng mà chúng ta phải học cái văn hóa phương Tây một tí. Thậm chí các bạn trẻ trẻ này sau này có khi đi du học ạ. Thì phải hiểu là bên nước ngoài thì chó là họ rất yêu quý nhá. Các bạn yêu quý thầy nhưng mà bên ý họ yêu quý thầy chỉ ngang yêu quý chó thôi. So sánh con chó là bình thường nhá, Việt nhá. Và các bạn sẽ thấy là cả cái đất nước này học tiếng Anh dù giỏi hay kém không bao giờ dùng là wanted. Luôn luôn chỉ có là want. Today I want to go out. Yesterday cũng I want to go out. Tomorrow I want to go out. Nói cứ như tiếng Việt vậy. Và nếu mà bạn nói tiếng Anh như tiếng Việt thì nó lại thành tiếng Lào mất rồi. Đúng không? Thì nó phải là vì thầy đang hỏi quá khứ mà. Thì phải nhẹ nhàng là he wanted to take her to an expensive restaurant. Thì nó lại xảy ra một vấn đề nữa là sau khi anh Linh anh cố nghĩ và anh trả lời như vậy đúng không? Thầy muốn anh nghe tiếp. Và anh đến lúc này anh phải nói là he wanted to take her to an expensive restaurant. Anh nhìn cái tốc độ nói của thầy không? Thì ngày xưa để làm được điều đấy thì thầy kể cho các bạn nhé. Cái câu này này ngày xưa thầy sẽ nói là he rằng thì mà là wanted to take her to an expensive restaurant. Là sau đó thầy ra chơi vì nó mất quá nhiều năng lượng của thầy vào cái pha nói vừa rồi, các bạn hiểu không? Và sau đó thầy quay lại thì thầy nói câu này đố các bạn trong bao nhiêu lần liên tiếp. Sau khi mà thầy biết là để nói một câu chuẩn là nó như vậy rồi thì bây giờ thầy nói để cho nó mượt. Và thầy riêng câu này thầy luôn luôn nhớ và kể với các bạn. Thì thầy luyện 30 lần nha các bạn nha. Thì đầu tiên nó sẽ như này các bạn nhìn này. He wanted to take her to
an expensive restaurant. He wanted to take her. Mất khoảng 5 lần đầu như vậy đúng không? Lần thứ 6 thì cũng phải nghỉ một tí xong mới quay lại. He wanted to take her to an expensive restaurant. Và đến lần thứ 30 nó đã là he wanted to take her to an expensive restaurant. Hay không các bạn? Nhưng không, chúng ta chỉ cố đến lần thứ 2 thôi à. Mình quá đi. Sao mình lại có thể cố gắng đến mức độ kinh khủng như vậy? Và các bạn sẽ thấy là người ta cố gắng cả nghìn lần vẫn thấy là ít, còn chúng ta cứ cố gắng đến một lần rưỡi thôi mà. Mình đúng là chàng thiên tài. Mình đáng lẽ phải trở thành Napoleon, đúng không? Thì đấy là cách học nha các bạn nhé. Đấy rồi các bạn cũng sẽ đến phần đấy. Thì ví dụ các bạn nào hôm nay chuyển sang quá khứ thì nhớ là phải chuẩn như kiểu các bạn mà làm với thì hiện tại đơn thôi. Còn các bạn ở quá khứ mà vào nghe thì cũng phải nghe theo phong cách như vậy nhá. Và nó không xảy ra trong một sớm một chiều đâu. Thế nên là cứ mỗi hôm chúng ta sửa một tí. Sau này các bạn đều vào phần đấy mà thì người ta chỉ trả lời là ở nghĩa là phủ định thôi. Thậm chí các bạn còn no she didn't. Thế là được rồi. Với thầy thế là được rồi đúng không? Và khi nói chuyện bình thường người ta hỏi did you go out yesterday? No no I didn't. Thế là ok đúng không? Nhưng vì chúng ta đang luyện tiếng Anh mà, và đây chúng ta được hỏi mà, thế sau này chúng ta tự nói làm nào? Thế nên với thầy ngày xưa thầy đã trả lời là no, she didn't listen to him. She ignored him. Nó phải dài nhất có thể. Đó, ok chưa? What did you buy yesterday? I bought a new laptop. Các bạn thấy nào? Đây, tiếng Anh đây. Và tiếng Anh xịn đây. Tại sao các bạn vừa hỏi em 15.ielts thì à? Ồ, ok. What did you buy yesterday? Ôi trời ơi. I buy... Thế là chán không muốn nghe rồi. I buy yesterday. Các bạn cứ nghĩ là học tiếng Anh là học từ vựng này, từ vựng kia. Nhưng thực ra cái tên người này nó là từ mới mà. Tên thành phố nó là từ mới mà. Đúng không? Ví dụ có thành phố Phoenix ở thành ở bang Arizona của Mỹ đúng không? Các bạn đang phát âm phonic, phonic, phoenix. Thế nó có còn là từ phoenix đâu. Mà từ phoenix nó lại có nghĩa nó mới hay chứ đi. Sau khi thầy phát âm được từ đấy rồi ở trong bài thứ tư á, là bài changed. Các bạn lật ra đi, bài changed. Xin lỗi là nó không có trang gì cả. Các bạn cứ dở đi, sẽ đến một bài tên là changed. Sau bài ba bờ này, xa đấy. Ở một trang không có. Ôi dồi, dài thế. À đây rồi, các bạn nhìn thấy không? Ở ký tên á, phần ký tên á. Grace. In, in gì đúng các bạn? Biết ngay là phonics này. Vừa nói xong. Các bạn nào nhớ không? Đúng rồi, nó phát âm phoenix. Nó có nghĩa là con phượng hoàng nhá. Phoenix Town, vừa ngồi cổ trấn đúng không? Nó nghĩa là phượng hoàng đấy. Và tất cả Việt Nam nó phát âm là phonics. Phonics. Không có xì ở cuối phonics sao cũng bảo em nói từ con phượng hoàng em kiểu các bạn ý vào trong văn miếu của Tử Giám dẫn khách đi à em bảo phonics mà sao thấy khách nó cứ ngơ ngơ thôi mà mình à xem nào mày đang nói từ nào thế anh đang ngơ ngơ đây bảo đây là cái từ phượng hoàng này mày ngơ chứ khách ngơ cái gì đúng không phoenix ok chưa đấy thì sau khi thầy phát âm thầy không biết là nó nghĩa phượng hoàng thầy chỉ học bài này và thấy ở trong bài người ta đọc là phoenix thì thầy cũng đọc phoenix vì lúc ấy thầy coi như không biết gì mà đúng không và sau này biết nó nghĩa phượng hoàng và từ đấy đến giờ thầy chưa gặp một ai phát âm đúng cái từ này bao giờ cả. Tiếp một từ nữa các bạn sẽ học về những level đằng sau nữa đó chính là từ cái kiếm á, cái kiếm ở trong tiếng Anh á nó viết là chữ s này, w này, o r d này, các bạn thử viết ra đây. S này, xong v kép này, o này, chữ r này, chữ D này. Đấy từ cái kiếm ở trong tiếng Anh nhá. Và các bạn cũng sẽ thấy đây là một từ mà cả nước Việt Nam chưa thấy ai phát âm đúng. Nào bây giờ Việt thể hiện cái khả năng phát âm đỉnh cao của mình bằng việc phát âm từ ý cho thầy nào. Thử đi, đằng nào là sai. Cả nước sai, mình em sai đâu mà em phải sợ. Không biết phát âm từ gì. Cố dặn ra. Đúng rồi. Nào cái từ này phát âm là sword. Sword. Cái hồ ăn kiếm này kìa. Thì các bạn lấy từ này để bảo khách đấy. Thì bạn cứ phát âm là sword. Sword. Ở Tây nó không hiểu gì.
đến lúc phải giơ cái kiếm cho nó thì vẫn đọc là sword thì nó bảo oh that's a sword. Thế nó bảo, what? It's a sword. You know the sword our king, you know swim here and then return the sword to the turtle. You understand? Yes, I understood. Các bạn hiểu hiểu cái này không? Thì nó rất là chán nhá. Thì tên người và tên thành phố phải học chuẩn luôn. Đấy, từ Phoenix chẳng hạn. Rồi thì tên thành phố nhá, các bạn sẽ thấy là có những cái nó phát âm nó các bạn hay bỏ qua. Ví dụ như là thành phố San Francisco, đúng không? Các bạn nghe là biết luôn thành phố ấy, đúng không? Tức cái chúng ta cần làm á thì chúng ta lại không làm cho nó tốt hẳn đi, mà chúng ta luôn luôn muốn học hỏi thêm cái mới. Thầy không cấm các bạn học cái mới, nhưng mà với thầy á là cái gì nó phải xong thì thầy mới học cái mới. Kể các bạn làm kia thế, nhiều bạn cứ thích học cái mới nhưng mà cái cơ bản á, cái công việc là cái cơ bản, ví dụ như là bạn làm việc gì nhỉ, bạn làm xây nhà chẳng hạn, đúng không? Cái việc của bạn là phải xây xong cái nhà này đã. Thì trong quá trình xây đấy, bạn lúc nào bạn giỏi tay nghề rồi, xây mọi thứ ok rồi, đúng không, thì bạn học thêm những kỹ thuật xây mới, bạn học thêm về kiến trúc, bạn học cái gì, trong khi bạn cũng vừa mới học xây, vừa mới biết xây thôi. Xây cái tường này như thế này, nhưng bạn xây như thế này này, như bạn Lý Trường Thành á, nhưng bạn đã đi học những kiểu xây mới rồi thì thế này thế kia thì nó không được nha Việt nhá. Sau này nếu mà em học như thế á, thì thứ nhất là nó khổ cho em, cái thứ hai là em sẽ biến thành một kiểu người mà cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với những bạn Gen Z bây giờ mà thầy hay đặt tên là Gen dở hơi đấy. Tức là cái gì cũng biết và cái gì cũng không biết. Ồ, cái gì cũng biết các bạn ạ. Cái gì cũng không biết, cái gì biết tí thôi. Cứ ai nói nhốn lên, cáu, bỏ việc. Rồi đến này nọ. Cái Gen Z là một gen khá nguy hiểm nhá. Vì sao? Vì các bạn là sinh ra trong một thời đại là có internet, có khoa học kỹ thuật, và các bạn ấy thông minh hơn thế hệ 9X của thầy và 8X rất nhiều nhá. Và rất có năng lực nhá. Nhưng mà chính vì cái việc này mà làm cho các bạn ý rất thua thiệt người khác này. Thứ nhất là các bạn ý không kiên trì. Cái thứ hai là cái tôi của các bạn rất cao. Đấy thì nó rất nguy hiểm nha mấy bạn Gen Z nha. Là cứ làm việc mà thấy nó chán chán là các bạn bỏ. Rồi thì thấy người ta nói gì cái mình ấy, tự ái cái mình bỏ. Đúng không? Thì cái thế hệ trước của thầy với anh Linh này nó có một cái rất kém, đó chính là chúng ta không kiểu bùng nổ anh và không phá cách cơ. Nhưng mà chúng ta lại có một cái nó rất an toàn và ổn định các bạn ạ. Mình rất kiên trì làm đến cùng. Còn các bạn này thì có phá cách và rất nhiều cái mới và rất nhiều bùng nổ. Tuy nhiên các bạn ấy không có sự kiên trì đến cùng. Thì đấy, bọn em phải cố gắng lên nhá. Và chính cái thế hệ bọn em nó đều như vậy. Thế nên là bọn em nếu mà nó khác như vậy thì là có hai phương án. Một là bọn em bị dở, hai là bọn em sẽ rất là thành công. Đúng không? Như thầy, cái thế hệ thầy này không bùng nổ, thầy bùng nổ này. Ví dụ anh Linh, anh chưa dám lên mạng, thầy lên mạng rồi. Nhưng mà cái việc đăng video thầy có bảo là để cho thầy chữa hay là cái gì đâu, mà nó là cái kỷ luật của lớp là đầu tiên. Các bạn cứ nhớ là như thế. Và cái thứ hai, nó là một kỹ năng các bạn cần phải có nha. Xuất hiện trước đám đông. Và cái kỹ năng thứ ba nó quan trọng hơn cả xuất hiện trước đám đông, là xuất hiện trước đám đông bằng khoa học kỹ thuật. Xuất hiện đám đông này, bạn ở đây cũng là đám đông rồi, bạn xuất hiện rồi. Nhưng bằng khoa học kỹ thuật thì thầy ngày xưa tất cả mọi thứ nó làm nó đổ dồn vào một lúc nào đấy mà các bạn không biết đâu. Các bạn học tiếng Anh bây giờ chưa chắc các bạn đã dùng được luôn đâu. Nhưng sau này dụ Thành đặt chân lên đất Úc này, lúc em mới thấy à, mấy ngày xưa thì anh bảo mình học kiểu này không chết, giờ này sang đau bụng ra đi mua mấy đau đầu ra mua mấy viên glucid không mà chết, đúng không? Đấy thì cứ chuẩn bị trước đi. Những người thành công là những người phải chuẩn bị trước, mà cũng không biết là chuẩn bị cho bao giờ. Còn những người bình thường như chúng ta mà hay thất bại, nói đến dối nhá, thầy thất bại suốt rồi, thầy biết mà, từ nước đến chân mới nhảy. Thầy không biết có bạn nào ở đây là đi học tiếng Anh về để xin việc ngay lập tức, hoặc là thi IELTS, hoặc là để làm gì hay không. Nhưng thầy thích nhất những bạn nào đi học tiếng Anh chỉ vì em thích học tiếng Anh, thế thôi. Còn tất cả những bạn mà học tiếng Anh xong để làm gì luôn á, là rất dễ như Việt luôn, cứ nhún lên. Làm nào để sang bài sau, bao giờ em nói được người nước ngoài, bao giờ thì em sử dụng được tiếng Anh. Thế bài Kiss em làm được chưa thầy ạ, nhưng mà em vẫn muốn biết là bao giờ em ấy mà. Bực. Em đi xa quá, đúng không? Các bạn đồng ý không? Đó, thì thôi, hôm nay chúng ta giao lưu vậy thôi. Và các bạn đều đang làm rất tốt. Chỉ có một điều là các bạn đang làm rất vô kỷ luật với cái đăng bài. Thì các bạn cứ làm cái điều đấy cho thầy đi. Còn tất cả tiếng Anh các bạn ở đây, hôm nay thầy đều nhìn thấy tiến bộ là rất tuyệt vời.